nữ chủ tịch gây thất thoát 300 tỷ đồng quỹ xăng dầu. Cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà vì những sai phạm liên quan đến quỹ bình ổn xăng dầu, gây thất thoát hàng trăm tỷ. Tối ngày 23 tháng 1, thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Tuyết Mai, chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú Lê Thị Huệ, kế toán trưởng công ty Hải Hà về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phòng tổng hợp công ty Hải Hà về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can nêu trên được xác định có vi phạm trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan. Cụ thể, quá trình điều tra bước đầu xác định bị can Tuyết Mai đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá, bốc vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền quỹ bốc trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại tạm tính cho ngân sách nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng. Sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và thành phố Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu cùng hơn 1,2 triệu lít dầu giò, 101.416 lít xăng A95 và 129.788 lít xăng A92. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.